Thử thách phá khóa điện thoại. 100 khán giả tại trường quay lần lượt thiết lập mật khẩu bằng hình vẽ trên tấm mô phỏng đã được đánh số thứ tự. Sau đó, các trợ lý khoa học dựa vào mô phỏng và thiết lập chính xác mật khẩu cho 100 chiếc điện thoại. Người khiêu chiến có thời gian ghi nhớ các mật khẩu. Sau đó, ban giám khảo tùy chọn ra 3 chiếc điện thoại. Người khiêu chiến vận dụng trí nhớ của mình để mở khóa 3 chiếc điện thoại đó. Mở khóa được 2 trên 3 chiếc điện thoại. Thử thách thành công. Một điện thoại là 6 con số. 100 người là 600 số. Bạn vẫn nhớ luôn là từng chữ số của cái số thứ tự đó. Như vậy thì tổng lại hết, bạn sẽ nhớ trên dưới 800 chữ số. Bạn ấy nhớ 100 cái chuỗi số và mỗi chuỗi số đấy gồm có 2 số thứ tự cộng với cả 4 đến 6 ký tự cái điện thoại đó. Thì đấy cũng là một cái khối lượng nhớ khổng lồ. Cho tôi hỏi là trong bao lâu ạ? Cái tiết mục này đã được trình diễn ở các nơi khác rồi. Thì em xem là các bạn ấy làm được khoảng 37 phút. Thì mục tiêu của em ngày hôm nay là em sẽ làm trong khoảng 32 đến 35 phút. Lập một kỷ lục mới của thế giới đúng không ạ? Dạ vâng, em hy vọng là em đạt được điều đó. Bây giờ, để chúng tôi đưa đạo cụ ra để quý vị có thể hình dung đôi nét về điều bạn ấy sắp sửa làm. Xin mời. Theo quý vị giám khảo, mức độ quý vị đánh giá cái độ khó của cái tiết mục này là bao nhiêu? Xin mời điểm số của giám khảo Vũ Cát Tường. Khi mà đưa ra thử thách và chưa thấy những cái bản vẽ, những tấm hình thì Tường đã phần nào đoán đúng cái hướng của bạn này sẽ đi. Đây là trường hợp Tường không bất ngờ. Và mời ca sĩ Tóc Tiên. Việc luyện trí nhớ là cái việc mà chúng ta hoàn toàn có thể luyện tập được. Đó là cái điều mà Tiên tin rằng là không chỉ Ngọc Bình và tất cả những cái thí sinh của siêu trí tuệ Việt Nam sẽ làm được. Giám khảo Tóc Tiên cũng 3. Và xin mời nhà báo Lại Văn Sâm. Cũng là 3 thưa quý vị. Không phải là mình coi cái chuyện này là bình thường, nhưng mà đến một người 62 tuổi như tôi, nếu như cố gắng tập trung tập thì cũng có thể tập được. Như Ngọc Bình của chúng ta trong 4 năm đã luyện tập. Có nghĩa là nó có cái mức độ khả thi. Nó có mức độ khả thi của nó, vâng. Dạ vâng. Xin mời bạn về ghế khiêu chiến. Và bây giờ 100 password sẽ được cài bởi quý vị khán giả tại trường quay. Xin mời. Để đảm bảo được độ khó của thử thách, chương trình đã mời 100 khán giả tại trường quay để tiến hành thiết lập mật khẩu bằng hình vẽ. Liệu Ngọc Bình có vượt qua được thử thách này? Thưa quý vị, đây là cái bản mô phỏng về password của chương trình. Chúng ta sẽ nối 6 điểm lại với nhau, thì có nghĩa nó là 6 con số. Một lát nữa chúng ta sẽ lấy tay, mình quẹt như thế này để mở điện thoại. Ban đầu thì mình nghĩ là đơn giản cũng là nhớ số điện thoại thôi. Thế nhưng hóa ra là sau đấy bạn phải mở password, cái mật mã của các cái điện thoại. Mà 100 khán giả trong trường quay là 100 cái điện thoại khác nhau. Xin mời mỗi giám khảo cho một password cho nó thú vị ạ. Và mọi người nhớ cái password của mình nha. Tiên cũng đã từng xài điện thoại với cái việc mà phải vẽ vẽ này nọ và đã quên. Không chỉ quên một lần mà quên rất nhiều lần. Thưa quý vị, đây là password quanh lại Giang Sâm. Đúng một đường mà đi. Quên Nam, quý vị thấy không? Lúc đầu trung học học bình thường, càng học càng cao. Sau đó ứng dụng đưa cho mọi người. Cái việc đặt cái mã điện thoại bằng các cái hình vẽ bao giờ nó cũng phải đi qua một cái con số nào đấy. Tức là nó có những cái quy luật để cho chúng ta đưa ra cái mã điện thoại. Đây là ai? Cát Tường. Dấu Cát Tường. Ngẫu hứng, phức tạp. Bây giờ tôi qua Tóc Tiên. Giống như là mạng lưới điện thoại mà bị nghẽn mạch. Nhưng mà em cho sai 5 giờ chiều, bây giờ chúng tôi vừa được NASA báo lại là Tóc Tiên phải làm là cái mới gì, cái này xài không được. Đây, nó rối quá. Tức là em làm cho em thôi, em còn chưa xong nữa, huống chi em là... đẹp đẽ mà em làm khó người ta. Nhiều khi mình tự phức tạp hóa, tự thử thách bản thân bằng cách là nhớ ra một cái dáng rất là khó, rồi quên luôn cái dáng khó đó luôn. Thưa quý vị, 100 cái password đã được cài đặt. Và bây giờ trợ lý khoa học sẽ mang
những cái bản mô phỏng điện thoại đến cho thí sinh ghi nhớ. Xin mời. Quý vị và các bạn thân mến, và bây giờ sẽ là thời gian dành cho bạn ghi nhớ. Bắt đầu. Trong 2-3 phút đầu thì tốc độ ghi nhớ của bạn ấy khá nhanh. 100 mật khẩu bằng hình vẽ là một khối lượng thông tin khá lớn để người khiêu chiến phải ghi nhớ và rất dễ bị nhiễu. Liệu rằng anh ấy có đạt được mục tiêu thời gian như ban đầu đề ra hay không? Thường thì não người sẽ dễ nhớ hình ảnh. Có cái sự liên tưởng thì nó sẽ dễ hơn là bạn phải nhớ những con số khô khan. Nhớ cái mật khẩu mà bằng hình thì tôi nghĩ rằng là cái số lượng những cái mật khẩu trùng nhau là nhiều hơn. Và chính vì vậy giúp cho Ngọc Bình có thể ghép cặp được các cái con số đấy một cách dễ dàng hơn. Của chúng ta rất là đặc biệt. Ngoài cái chuyện đam mê kiến thức mà còn được đam mê nhất định về cái việc mà tìm xem cái giới hạn bản thân mình đang ở đâu. Tầm 42 phút rưỡi. Kết thúc quá trình ghi nhớ với thời gian vượt quá mục tiêu ban đầu, nhưng anh ấy có vẻ rất bình tĩnh. Và Ngọc Bình có chinh phục được thử thách của ban giám khảo hay không? Căng não đấy, chứ không vừa đâu. Vâng, thưa quý vị, đã nhận được tín hiệu. Và bây giờ, xin mời các trợ lý khoa học mang tất cả những cái bản mẫu điện thoại này để lên trên cái kệ bên này. Xin mời. Quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi sẽ mời một giám khảo bất kỳ lên lựa chọn một cái bản mẫu điện thoại. Đầu tiên, mời em chọn điện thoại mẫu. Tuy đã là một huấn luyện viên rèn luyện về trí nhớ rồi, nhưng bạn ấy vẫn đi thi, cần rất nhiều sự can đảm và cái sự quyết chiến quyết thắng ở đây. Đầu tiên chọn số 59. Mời trợ lý khoa học. Và mời Bình, thử thách đầu tiên bắt đầu. Ghi nhớ những mật khẩu đấy và mở được cái mật mã của số điện thoại đó. Không đơn giản chút nào cả. Ngọc Bình có hơi lúng túng ngay lúc đầu. Có lẽ bởi vì bạn là một trong những người đầu tiên. Rất là nhiều áp lực, đèn, đóm, sân khấu thì quá rộng, khán giả thì quá đông. Thực ra là với cái thử thách của Ngọc Bình ý, tôi vẫn đánh giá đây là một cái thử thách khó nếu mà bạn ấy chinh phục thành công. Bình có mở được không ạ? Hiện nay Bình đang không mở được điện thoại.
Nhưng mà thưa quý vị, đôi khi không phải là do bạn nhớ không ra, mà biết đâu trong quá trình chúng tôi set từ cái mô hình sang cái điện thoại thật thì có những cái set nó bị sai. Để cho công bằng hơn với bạn Bình, chúng ta sẽ đưa một cái mẫu điện thoại để bạn vẽ cái biểu đồ. Và nếu như bạn vẽ đúng với lại cái hình mẫu, chúng ta vẫn tính là thành công. Tôi phải cam đoan một điều rằng là chính tôi đã cùng kiểm tra với các cái trợ lý khoa học, tất cả những cái mật mã là hoàn toàn chính xác. Và có thể là Ngọc Bình trong cái lúc ghi nhớ thì do những tác động phía bên ngoài đã nhớ nhầm. Xin mời. Chúng ta hãy cùng đối chiếu xem nó có đúng hay không nha. Đây là biểu đồ bạn vẽ. Và không trùng khớp. Ngọc Bình bị khớp chứ không phải là bạn ấy không giỏi. Cái bản lĩnh đầu tiên bạn cần phải có đấy. Thưa quý vị, mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Bạn có 3 lần. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với lần mở password thứ 2. Xin mời anh xong ạ. Tôi rất muốn bởi vì tôi luôn luôn là người may mắn. Dạ vâng vâng, mời anh mở hàng. Khi mà bạn làm không được ấy, thì mình mới thấy rằng đấy lại là vấn đề về độ khó của cái phần mà bạn tham gia thi. Bởi vì mình thì mình chỉ nhận định là qua mức độ khó thôi. Đây là điện thoại số 22. Mời bạn. Phần thứ hai thì Ngọc Bình đã tĩnh tâm lại, trở lại vào thế giới của mình. Qua một lần đầu tiên, bạn ấy đã rút ra được một bài học, đó chính là cái khả năng tập trung, bỏ ngoài tai tất cả những cái yếu tố ngoài cảnh khác. Bạn đã vượt qua thử thách lần một, bây giờ nếu bạn đúng được lần nữa là coi như thắng, tôi chọn. Thưa quý vị, tôi phải lựa cái password này, tôi nghĩ chứ Cát Tường chứ không ai. Dạ, không phải em đâu. Thưa quý vị, đây, nó như thế này. Đây là số điện thoại thứ tự 56. Mời bạn. Nhiệm vụ hoàn thành. Ngọc Bình đã làm được và làm chúng tôi không thất vọng. Tiên rất là nể phục những con người không bao giờ đặt ra giới hạn của bản thân và luôn luôn muốn vượt qua giới hạn đó. Thưa quý vị, siêu trí tuệ Việt Nam, Ngọc Bình. Wow. Cái điều gì vừa xảy ra trước mắt tôi vậy? Tại sao cái mật mã nó đi theo những cái hình mũi tên như vậy? Rồi bạn nhớ bằng con số hay bạn nhớ bằng cái hình mũi tên? Đối với cái mật khẩu điện thoại này, cái thứ nhất là mình phải nhớ được cái vị trí của từng cái điện thoại nó nằm ở đâu. Cái thứ hai nữa, mình phải quan sát thật kỹ xem cái những cái nét mà cái điện thoại nó nói là đến con số nào. Rồi sau đó mình sẽ áp dụng những cái đường nét đó, mình tạo thành một cái hình ảnh riêng biệt cho mỗi cái điện thoại như vậy.
sau đó mình mỗi lần mình nhớ thì mình chỉ cần nhớ đến cái hình đó thì mình hoàn toàn có thể mở được cái điện thoại rồi. Nãy giờ cái kết quả bạn làm đã cho thấy cái trí nhớ của bạn cũng như là siêu trí tuệ là một cái năng lực mà chúng ta có thể rèn luyện được. Chính xác. Đúng không anh? Chứ không phải là mọi người sẽ có siêu trí tuệ phải là thiên bẩm đẻ ra là đã có rồi. Không phải, tôi nghĩ rằng đó là sự dung hòa của cả hai yếu tố. Tôi nghĩ là một người bình thường không có nghị lực, không có quyết tâm, không có ý chí thì không thể làm được điều đó. Và một cái thông điệp mà chương trình gửi tới cho tất cả các bạn trẻ, con người ta đôi khi không biết hết khả năng của chính mình. Và nếu như chúng ta định làm, chúng ta muốn làm, chúng ta quyết tâm làm một điều gì đó, chắc chắn chúng ta sẽ thành công. Vâng, thưa quý vị, tất cả những người mà không khuất phục trước những thất bại sẽ là cái người gặp được thành công. Đó là bạn Ngọc Bình. Anh Nam sẽ cho chúng tôi biết cái nhận xét của anh theo cái chiều hướng khoa học. Ngọc Bình ở đây là một cái minh chứng trong rất là nhiều minh chứng cho cái câu nói rằng thiên tài có 99% là mồ hôi nước mắt. Tôi nghĩ rằng là tất cả những cái hình ảnh mật mã, những cái con đường đi đấy được mã hóa ra thành cái chuỗi số để cho bạn ấy nhớ. Mà Ngọc Bình đã ghi nhớ trong vòng 40 phút cho 800 số liệu này. Nếu mà so với cả thế giới thì đây cũng không phải là một cái thành tích nhỏ và có thể so sánh được với cả thế giới. Tuy nhiên là nếu mà chúng ta nhìn kỹ vào những cái mã mẫu điện thoại thì nó sẽ có một số những cái mã là có vẻ là sẽ trùng nhau. Liệu rằng cái đấy cũng có phải là một cái điều mà làm cho cái cách thức mà bạn ghi nhớ về cái này nó dễ dàng hơn không? Nhưng mà dù sao, cái thành tích và cái thử thách mà bạn đã chinh phục cho khán giả thấy ngày hôm nay cũng hoàn toàn ấn tượng và rất là nhiều người cũng phải wow khi mà nhìn thấy những gì mà bạn thể hiện ở trên sân khấu này. Xin cảm ơn những chia sẻ của anh. Và bây giờ thì anh ấy sẽ đưa ra điểm số đánh giá cái độ khó của cái tiết mục này. Xin mời điểm số. Thưa quý vị, tôi nghĩ rằng là cái điểm số 7 cho bạn về cái độ khó này là phù hợp. Tôi kỳ vọng là sẽ có những cái tiết mục với những cái thử thách mang tính chất là phi thường hơn. Ngày hôm nay mặc dù là chúng ta không có thể đi tiếp cùng với chương trình, nhưng mà tôi nghĩ rằng bạn là một người thực sự rất đáng vinh danh, bởi vì bạn là một trong những người sở hữu siêu trí tuệ bằng cách luyện tập thực sự khó khăn để có được điều này. Và bạn cực kỳ đáng để mọi người vinh danh cho bạn. Cảm ơn bạn đã đến với chương trình. Bạn có lời gì chia sẻ với mọi người không? Tuy ngày hôm nay thì em dừng cuộc chơi tại đây, nhưng mà em cảm thấy rằng mình đã vượt qua bản thân mình. Đó là niềm vui của em. Cảm ơn sự cố mặt của bạn ngày hôm nay để tiếp thêm lửa cho tất cả những người đang gặp thất bại trong cuộc sống. Họ hoàn toàn có thể tin vào một tương lai tốt đẹp hơn. Cảm ơn bạn đã đến với chương trình. Thưa quý vị, Ngọc Bình.